Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 13 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Biden thúc đẩy việc chuyển giao quyền lực. Tại cuộc họp báo ở Wilmington ngày 10 tháng 11 năm 2020, người đắc cử Tổng thống là ông Biden tuyên bố không gì có thể ngăn chặn việc chuyển giao quyền lực trong chính phủ Mỹ, dù cho Tổng thống Donald Trump tố cáo bầu cử gian lận và một số đồng minh Cộng hòa của ông ủng hộ việc điều tra. Ngay sau khi ông Biden đạt được hơn 270 phiếu đại cử tri cần thiết để đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ vào hôm 7 tháng 11 năm 2020, ông Donald Trump đã tố cáo có gian lận bầu cử. Đây là hình ảnh lãnh tụ khối đa số Cộng hòa ở Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mark Carney. Tổng thống Donald Trump vào ngày 10 tháng 11 đã xúc tiến các phụ kiện kéo dài về cuộc bầu cử năm 2020 và nhận được sự đồng tình của các nhà lập pháp và các giới chức tiểu bang thuộc Đảng Cộng Hòa. Lãnh tụ khối đa số Cộng Hòa ở Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mark Carney vào ngày 9 tháng 11 đã cẩn trọng hậu thuẫn ông Trump, nói rằng Tổng thống hoàn toàn có quyền nhìn vào những cáo buộc về bất hợp lệ mà không nêu bằng chứng. Một phụ tá của Đảng Cộng Hòa ở Thượng viện nhận định bình luận của ông Mark Carney phản ánh ý kiến của hầu hết các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa hiện nay. Cũng trong ngày 9 tháng 11 năm 2020, Bộ trưởng Tư pháp William Barr yêu cầu các công tố viên liên bang theo đuổi những cáo buộc quan trọng về những bất hợp lệ trong việc bỏ phiếu và kiểm phiếu. Các nhà lập pháp Cộng hòa ở tiểu bang chiến trường Pennsylvania cũng đã kêu gọi thanh tra kết quả bỏ phiếu của tiểu bang vào hôm 7 tháng 11, vốn đưa Biden của Đảng Dân Chủ vượt qua mốc 270 phiếu đại cử tri cần thiết để đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Tại một cuộc họp báo ở Bộ Ngoại giao vào hôm 10 tháng 11, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thì phát biểu rằng một khi mỗi lá phiếu hợp lệ được đếm thì sẽ dẫn đến một chính quyền Trump nhiệm kỳ 2. Ông Biden khi đó chỉ cười khi được hỏi về bình luận của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự báo một nhiệm kỳ 2 của chính quyền Donald Trump. Đây là hình ảnh Tổng thống đắc cử Biden tại cuộc họp báo ở Wilmington vào ngày 10 tháng 11 năm 2020. Trong bài phát diễn văn tại Dallas, ông Biden nói, dù xảy ra chuyện gì đi nữa, ekip của ông cũng đang đẩy mạnh việc thành lập một chính quyền mới để đảm nhận trọng trách vào ngày tuyên thệ nhậm chức 20 tháng 1 năm 2021 tới đây. Ông nói, chúng tôi sẽ tiến tới một cách bền vững thành lập chính quyền của chúng tôi và không có gì có thể ngừng việc này. Đồng thời, ông Biden cũng chỉ trích chuyện ông Trump chưa thừa nhận bị thua là đáng xấu hổ. Tuy nhiên, trên thực tế, thì tranh chấp này đã khiến cho việc chuẩn bị điều hành của ông Biden đã bị chậm lại. Người đứng đầu cơ quan quản lý dịch vụ tổng hợp KSA, Emily, cũng chưa công nhận kết quả khiến ekip chuyển tiếp của ông Biden không thể vào văn phòng chính phủ liên bang hay tiếp cận các nguồn quỹ để thuê nhân viên. Một nguồn tin thân cận với bà Muffin cho biết bà là một người kỹ lưỡng nên sẽ dành thời gian để đưa ra một quyết định cẩn trọng. Và trước diễn biến này, đội ngũ của ông Biden đang cân nhắc có hành động pháp lý tiếp theo đối với ông Donald Trump. Đây là hình ảnh bà Emily Murphy, người đứng đầu cơ quan quản lý dịch vụ tổng hợp KSA. Thông thường, cơ quan quản lý dịch vụ tổng hợp KSA là văn phòng phụ trách công nhận kết quả bầu cử, công nhận một ứng cử viên tổng thống khi đã rõ ràng ai là người chiến thắng một cuộc bầu cử để quá trình chuyển giao quyền lực có thể bắt đầu. Và điều này hiện vẫn chưa xảy ra, mặc dù các đài truyền hình và thông tấn Mỹ đều đã loan tin ông Biden là người chiến thắng vào hôm thứ Bảy, mùng 7 tháng 11, sau khi ông giành được đủ số phiếu đại cử tri để đảm bảo chức Tổng thống Hoa Kỳ. Tuy nhiên, luật Mỹ cũng không quy định rõ ràng khi nào để KSA phải hành động, nhưng các quan chức phụ trách việc chuyển tiếp của ông Biden nói rằng chiến thắng của họ là rõ ràng và việc trì hoãn là không chính đáng. Một quan chức phụ trách chuyển tiếp của ông Biden đã nói với các phóng viên rằng đã đến lúc KSA phải đưa ra xác nhận việc công nhận Tổng thống đắc cử, đồng thời cho biết nhóm chuyển tiếp này sẽ xem xét hành động pháp lý nếu cơ quan này không thực hiện điều này. Hành động pháp lý chắc chắn là một khả năng, nhưng cũng có những lựa chọn khác mà chúng tôi đang xem xét. Quan chức giấu tên cho biết và từ chối nêu cụ thể các lựa chọn này là gì. Và tình trạng chậm trễ đã khiến cho nhóm của ông Biden mất khả năng tiếp cận hàng triệu đô la tài trợ liên bang và khả năng gặp gỡ các quan chức của các cơ quan tình báo và các bộ phận khác. Nhóm chuyển tiếp cần phải được công nhận để tiếp nhận ngân quỹ về lương bổng, tư vấn và đi lại, cũng như các thông tin mật vẫn theo lời quan chức nêu trên. Ngoài ra, nhóm chuyển tiếp
cũng không có quyền tiếp cận Bộ Ngoại giao, nơi tạo điều kiện cho các cuộc gọi giữa các nhà lãnh đạo nước ngoài và Tổng thống đắc cử. Và bất chấp những khó khăn trong quá trình chuyển giao quyền lực, ông Biden vẫn thực hiện các đàm phán với các nguyên thủ các quốc gia đồng minh của Mỹ. Đây là hình ảnh Thủ tướng Canada Justin Trudeau là một trong những người đầu tiên gửi lời chúc mừng đến ứng cử viên Đảng Dân Chủ sau khi ông đã trở thành người được bầu phiếu cao nhất vào sáng sớm ngày 8 tháng 11 năm 2020. Còn Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã liên lạc chúc mừng ông Biden và hứa hẹn hợp tác. Trong những cuộc điện đàm đầu tiên với ông Biden từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, lãnh đạo của các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc đều tái khẳng định kế hoạch thiết lập quan hệ thân thiết với Tổng thống đắc cử Biden để đối phó với các vấn đề kể cả biến đổi khí hậu và an ninh khu vực. Ba đồng minh chủ yếu của Mỹ tại châu Á bao gồm Thủ tướng Nhật Bản Suga, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Úc Scott Morrison đã góp tiếng cùng các nhà lãnh đạo thế giới khác thừa nhận chiến thắng của ứng cử viên Đảng Dân Chủ Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, đánh bại đương kim Tổng thống Donald Trump. Và tất cả các bên đều bày tỏ quyết tâm củng cố các quan hệ song phương, cũng như ứng phó với vấn đề toàn cầu như đại dịch viêm phổi Vũ Hán và biến đổi khí hậu, văn phòng của ông Biden cho biết như vậy. Trước đó, ông Biden đã điện đàm với các nhà lãnh đạo Đức, Canada và Pháp. Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga cho tới giờ vẫn chưa gửi lời chúc mừng hay nói chuyện với Tổng thống đắc cử của Mỹ. Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Anh Reuters mới cho biết rằng một cuộc thăm dò được hãng tin này thực hiện cùng với IPOS cho thấy rằng gần 80% người dân Mỹ, gồm hơn một nửa phe Cộng Hòa, công nhận ông Biden là người thắng cử. Đây là hình ảnh chụp màn hình của bài báo của hãng Reuters cho biết gần 80% người dân Mỹ công nhận ông Biden là người thắng cử. Cuộc thăm dò của hãng Reuters IPOS được tiến hành bằng tiếng Anh trên khắp nước Mỹ với sự tham gia của 1.363 người trưởng thành. Cuộc khảo sát trên toàn quốc kéo dài từ chiều ngày 7 tháng 11 tới ngày 10 tháng 11 cho thấy 79% người trưởng thành ở Mỹ tin rằng ông Biden đã giành được thắng lợi tại Nhà Trắng và 13% nói rằng cuộc bầu cử vẫn chưa ngã ngũ, 3% thì cho rằng ông Trump đã thắng và 5% nói rằng họ không biết. Hãng Reuters cũng cho rằng kết quả này phản ánh quan điểm của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Tin cho hay khoảng 6 trong 10 người Cộng Hòa và hầu hết ở phe Dân Chủ tin là ông Biden giành chiến thắng. Cũng vào hôm 11 tháng 11, hãng tin Anh Reuters cũng đưa tin Tổng thống Donald Trump đã đánh bại Tổng thống đắc cử Biden ở tiểu bang Alaska. Tuy nhiên, 4 phiếu đại cử tri mà ông Trump giành được ở bang Alaska được cho là không làm thay đổi cục diện kết quả bầu cử hôm 3 tháng 11. Trong khi đó, Reuters dẫn lời một quan chức bầu cử hàng đầu của Georgia vào hôm 11 tháng 11 nói rằng tiểu bang này sẽ tiến hành đếm lại phiếu bầu. Ông Brand phát biểu trong cuộc họp báo nói rằng, xét về mặt toán học, bạn phải kiểm tra lại bằng tay toàn bộ số phiếu bầu vì mức chênh lệch phiếu quá sát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 13 tháng 11 năm 2020 với bản tin Biden thúc đẩy việc chuyển giao quyền lực. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.